Quýnh Nha xin chào quý cô bác anh chị em. Mình chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ, an nhiên và thật là mát bên gia đình bé nhỏ của mình ạ. Mới vừa đây thì có một cái đoạn video quay trực tiếp giữa cái cuộc nói chuyện mặt đối mặt giữa chị Hồng Loan cùng với lại cái cô trợ lý cũng giống như là cô Sáu Bòn tại chính ngôi nhà của chú Vũ Linh. Thì mọi người cũng đã biết rồi, nội dung cái câu chuyện nó vây quanh về cái sự việc rằng cái lý do vì sao và tại sao họ lên họ tố sai sự thật về chị Hồng Loan. Vì trước đó là chị Hồng Loan chưa hề lên tiếng để đuổi cái cô trợ lý này ra khỏi nhà. Thì trong cái đoạn video, cô trợ lý này cũng không thể nào mà dám nói sai sự thật trước mặt của chị Hồng Loan. Là cô này khẳng định trước đó chị Hồng Loan chưa có bất kỳ một cái lời qua tiếng lại nào để buộc cái người này phải ra khỏi nhà của chú Nam Linh cả. Mà họ vẫn tố sai sự thật, chứng tỏ một điều rằng là có một cái thế lực khá là mạnh ở đằng sau nhằm xúi giục cái cô trợ lý này nói sai sự thật về chị Hồng Loan. Và quý cô chú anh chị em cũng đã biết được những cái thế lực này là ai rồi. Cũng là Sáu Bòn, Bảy Báo và cái cô cháu gái mà ta nói rằng là yêu tiền, yêu vàng, yêu nhà của cậu á. Chứ không ai đâu xa lạ quý cô chú anh chị em ạ. Và quý cô chú anh chị em biết không, mấy ngày nay người ta rầm rộ á, người ta lên tiếng, người ta nói rằng là chị Hồng Loan á, là thua cái người dân nước lã, thua cái người trợ lý, hết mực yêu thương chú Nam Linh và lo cho chú Nam Linh từ đầu đến cuối, từ A tới Z. Đến khi mà chú Nam Linh nằm xuống rồi, cái việc cúng cơm, cái việc mua bàn thờ phụng đồ này nọ các kiểu cũng do chính cái người trợ lý này làm. Mà quý của chú anh chị biết không, người dân nước lã không bao giờ người ta làm không không khơi khơi đâu. Cái cô trợ lý này cũng vậy thôi, làm là có mục đích cả. Mọi người cũng đã nghe về cái câu chuyện cô giúp việc cũ của chú Nam Linh đã được chú Nam Linh mua cho cái căn nhà ở quận 12 vào năm 2000 rồi đúng không ạ? Trong mười mấy năm giúp việc cho chú Nam Linh thì đã nhận được một cái kết quả cực kỳ là xứng đáng. Bản thân của một người giúp việc đã có được cái sự hậu thuẫn, cái sự giúp đỡ từ chú Nam Linh như vậy, chứ huống hồ gì cái cô trợ lý kia. Ta nói trước khi mà chú Nam Linh ra đi mãi mãi á, đã mua cho cái cô trợ lý này 2.000 mét vuông đất tại Bình Chánh. Và trong sổ tiết kiệm của cái cô trợ lý này không dưới 500 triệu nha quý cô chú anh chị. Thì đủ hiểu được rằng là cái cô trợ lý này có tài sản như thế nào khi ở cùng với chú Nam Linh đúng không ạ? Cho nên đừng có nói cái lý do rằng là cái cô trợ lý này ở chung cùng với lại chú Nam Linh là vì thương, vì lo cho chú. Không có đâu, vì tiền. Không ai mà không vì tiền mà có thể là không cung phụng, không chăm sóc cho cha cho mẹ của mình ở nhà hết trơn, mà để đi lo cho một người dân nước lã giống như chú Nam Linh cả. Cho nên cái vấn đề ở đây á, chị Hồng Loan á, mà không lo được cho chú Nam Linh á, không có săn sóc kỹ cho chú Nam Linh á, thì cũng có thể hiểu được rằng là bản thân của chị ấy còn nuôi những 5 người con. Chị ấy còn có gia đình riêng. Và chú Nam Linh cũng đã mướn cái cô trợ lý này về để có thể là lo cho chú rồi. Mà mướn trợ lý riêng là về để làm gì quý cô chú anh chị? Để lo mọi bề thôi. Đó. Lo được cái nào thì lo, chứ chẳng lẽ bây giờ cứ bỏ tiền ra thuê người về làm cho mình, rồi còn cung phụng họ, không cho họ làm để sai con của mình hay là sao? Cho nên cái vấn đề ở đây á, không có tốt lành gì lắm đâu.
cũng chưa qua là vì chữ tiền thôi. Sâu bò với lại bãi báo á, mà lên tiếng nói rằng là ôi trời ơi mắc nợ, mắc nợ. À, cái cô trợ lý này đồ này nọ, các kiểu gia đình của cô mắc nợ con nhiều lắm. Thì nếu như mắc nợ á, những cái người này nè, bỏ tiền ra thêm đi cho cái cô trợ lý này đi, để nó đừng có mắc nợ nữa. Bởi vì sao? Anh mình mắc nợ nhiều quá, bây giờ mình bỏ tiền ra mình cho đi, để đừng có mắc nợ. Ta nói toàn là bòn với rút không mà quý cô chú anh chị. Mà chớ hề bỏ ra 100 triệu đồng để có thể là hả chi vào những cái khoản, ví dụ như là trả nợ nè. Đó, vừa qua đó, chú Năm Linh vừa nằm xuống đó, chị Hồng Loan phải chạy vậy để bỏ ra 100 triệu đồng để trả nợ đó. Mấy người này chớ hề nói một tiếng nào, tôi sẽ đứng ra tôi trả nợ cho anh tôi đồ này nọ các kiểu, hay là con sẽ đứng ra trả nợ cho cậu của con. Im ra nha quý cô chú anh chị. Mà đến khi á, bán cái bản quyền trong cái tang lễ của chú Năm Linh á, chớ hề nói với chị Hồng Loan một tiếng một câu nào. Âm thầm làm xong rồi âm thầm nhận tiền. Đến cái lúc nhận tiền ta nói rầm rộ quá, cái không biết ăn cái đường nào đó quý cô chú anh chị. Mới bày đặt nói rằng là bỏ vào cái tài khoản không đồng do chính cái cô trợ lý này đứng tên. Rồi bây giờ cô trợ lý ra khỏi nhà của chú Năm Linh rồi đó. Rồi cái số tiền đó làm sao? Có trả lại cho chị Hồng Loan hay là không? Nếu mà cái người biết điều đó quý cô chú anh chị, thương chú Năm Linh một tiếng thương, hai tiếng thương á, thì chắc chắn rằng là nhà cửa đất đai mà chú Năm Linh đã từng mua cho nên trả lại cho chị Hồng Loan. Đó, phải trả lại cho chị Hồng Loan thì đó mới gọi là thương, thì đó mới được gọi rằng là mình còn một cái chút lòng tự trọng để khẳng định rằng là bản thân của mình không vì tiền. Mà chắc mấy người này là không bao giờ có những cái vấn đề đó đâu quý cô chú anh chị. Ta nói tham thì tham mà, đương nhiên những cơn người tham thì người ta luôn nghĩ đến cái vấn đề làm sao để có được tiền nhiều đó. Cho nên đến nỗi cái bàn thờ phụng mà mua trong cái lúc mà chú Năm Linh vừa nằm xuống á, bây giờ cái cô trợ lý ra đi là cô số báo đã âm thầm chỉ chỏ để cho cô trợ lý này quyết định là đưa luôn cái bàn thờ phụng đó đi. Mà mọi người biết rồi, chưa tới 100 ngày nha. Thì đương nhiên rằng là cái vấn đề bàn thờ phụng nó rất là quan trọng. Người ta thương đến cái mức độ mà cái bàn thờ phụng cũng đòi đưa đi. Chẳng lẽ bây giờ đưa cái bàn thờ phụng đó đi, rồi làm sao? Hình ảnh, rồi lư hương, rồi tất cả những cái gì cúng kiến cho chú Năm Linh là bỏ hết dưới đất à? Bởi vậy ta nói nó tệ lắm quý của chú anh chị. Tệ quá nên là chị Hồng Loan mà chỉ đuổi ra khỏi nhà thì đừng có ý é làm gì. Sống không biết điều mà làm sao mà ý é làm gì. Trời ơi, cha của người ta trước khi ra đi họ cũng đã cho tiền, cho vàng, cho bạc, cho nhà, cho cửa, cho đất, cho đai đồ này nọ các kiểu. Vậy sao sống không biết điều nữa, còn đi tố sai sự thật rồi làm giống như là mình là cái người oan ức lắm ấy, đổ lỗi đổ thừa hết cho chị Hồng Loan. Nói thiệt, cái chị Hồng Loan là chị hiền đó quý cô chú anh chị, chứ gặp người khác là người ta tống khứ ra khỏi nhà từ lâu lắm rồi, chứ không đợi tới cái ngày hôm nay đâu. Không có từ tốn mà ngồi cùng với nhau rồi nói chuyện như giống như chị Hồng Loan đâu. Thật sự để mà nói á, đến tại thời điểm bây giờ này, tình nghĩa đâu không thấy, nhưng mà họ có thể bất chấp hết tất cả mọi thứ vì tài sản đó quý cô chú anh chị. Mà cũng ngược ngạo đời lắm. Ta nói làm trợ lý cho chú Năm Linh mà bây giờ còn đưa đơn để có thể là kiện chị Hồng Loan. Mà kiện ở đây là gì quý cô chú anh chị? Kiện để đòi hay là kiện để tranh chấp? Cô xấu báo mà cũng đòi đi kiện nữa. Mẹ con cô xấu báo đòi đi kiện chị Hồng Loan vì cái ngôi nhà do ba của chị Hồng Loan để lại là nó đang tranh chấp. Mà tranh chấp ở đây là gì?
Trời ơi, cái ngôi nhà đó là do chú Nông Linh đứng tên. Bây giờ chú Nông Linh mất thì đương nhiên rằng là phải để lại cho con, cho cháu của họ. Con ruột của người ta còn đó, cháu ruột của người ta còn sờ sờ ra đó, mà lên tiếng để đòi tranh chấp, có ngược đời không? Chị Hồng Loan chỉ nói rồi, có muốn tranh chấp á, thì về nhà của mình mà tranh chấp, về nhà của mình mà kiện. Đúng rồi, nhà của chị có quyền ở, mắc mớ gì ở đâu bay vô ngồi ở đó, rồi bây giờ còn đòi kiện chị nữa là làm sao? Đáng lý ra là chị Hồng Loan phải ở trong nhà đó lâu lắm rồi, mà chị ấy nhẫn nhịn, chị ấy cho những cái người đó ở trong nhà của chị, chỗ chị. Chứ đáng lẽ ra khi mà chú Nam Linh còn sống đó, quý cô chú anh chị Hồng Loan dọn về đó ở, chú Nam Linh cũng không nói tiếng nào. Nhưng mà nghĩ đến cái tình cái nghĩa, cho nên sâu bọ, mẹ con có sâu bọ, cháu chắc gì có sâu bọ. Rồi cái cô trợ lý này, ta nói ùm ì về ở trong nhà của chú Nam Linh. Bây giờ là em ruột, bây giờ là cháu ruột, thì đương nhiên rằng là chú không thể nào chú đuổi đi được. Cuộc đời của một người nghệ sĩ giống như chú Nam Linh mà, sống thì hết mình thôi, sống là nghĩ cho người khác nhiều thôi. Đến nỗi cái người giúp việc mà còn mua được cho cái căn nhà nữa đó. Cho nên rằng là bản thân của chú nghĩ là mình để cái căn nhà này lại để thờ phụng, anh em đùm bọc lẫn nhau để mà sống. Mà ai về đâu, vừa có nằm xuống thôi quý cô chú anh chị, là lên tố lẫn nhau để đòi đòi chiếm đoạt cái căn nhà. Mà biểu sao con ruột người ta không nổi sùng, nói thẳng ra đó quý cô chú anh chị, không biết điều thì tất nhiên là phải bước ra khỏi nhà thôi. Ngày hôm nay khi mà chị Hồng Loan quyết định là nói những cái lời cay nghiệt nhất dành cho cái cô trợ lý kia, cũng giống như là cái cô sâu bọ hay là chú Bảy Báo đi chăng nữa, thầy cũng hiểu rằng là dồn người ta vào cái mức đường cùng rồi á, thì đương nhiên đừng có trách sao người ta không nghĩ đến tình đến nghĩa nữa. Người ta sẵn sàng để đứng ra bảo vệ tất cả những cái quyền lợi mà họ xứng đáng để được có, thì đó là một cái điều quá là xứng đáng thôi. Những người dân nước lã thì không có cái quyền hạn gì trong nhà thì tốt nhất là ra khỏi nhà. Muốn tranh chấp hay là muốn kiện tụng gì đó, cứ về nhà của mình đi, ở đi, rồi cứ chờ cơ quan pháp lý người ta vào cuộc, người ta làm việc. Nó đơn giản là như vậy thôi. Bản thân của chị Hồng Loan chắc chắn một điều rằng là chị ấy cũng đã sẵn sàng cho cái việc này rồi, cho nên có muốn kiện thì chị ấy sẽ đi hầu đó quý cô chú anh chị. Ok, cái đoạn video này của nhà thì xin kết thúc tại đây. Mình chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ, an nhiên và thật là ấm áp bên gia đình của mình. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.